Thưa quý vị, ngay những ngày đầu xuân giáp thìn 2024, theo ghi nhận trên Báo Nhân dân, phiên mở hội việc làm thứ nhất đầu xuân giáp thìn 2024 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, tỉnh đoàn Quảng Ngãi tổ chức mới đây diễn ra khá sôi động. Ngày hội việc làm thu hút 24 doanh nghiệp tham gia với nhu cầu cần tuyển dụng hơn 14.500 lao động với mức lương từ 5 đến 15 triệu đồng tùy vị trí. Đặc biệt nhu cầu tuyển dụng năm nay của các doanh nghiệp đối với người lao động có trình độ bằng cấp chứng chỉ chiếm hơn 49%. Tại dự thảo nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến đã có những điều khoản rất mới quy định rõ về nhà ở lưu trú cho công nhân đây cũng là mối quan tâm của đông đảo công nhân, người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp khi mà họ chưa đủ điều kiện mua nhà ở xã hội nhưng lại rất cần an cư. Thay vì thuê nhà tạm tại các khu trọ chật hẹp, không bảo đảm vệ sinh, an toàn. Theo ghi nhận của báo lao động tại nhiều khu công nghiệp ở Hà Nội, Bắc Ninh, nhu cầu nhà ở của người lao động rất lớn. Tuy nhiên, việc tiếp cận để mua nhà ở xã hội là rất khó khăn do điều kiện, thủ tục và nguồn cung ít. Thưa quý vị, niềm vui ngắn chẳng tay gang dường như là cụm từ rất đúng cho ngành xuất bản thời kỳ hậu Covid-19. Theo bài viết trên báo Sài Gòn Giải Phóng, nếu vào năm 2022 đã có rất nhiều tin vui đến với ngành, thì sang năm 2023, nhất là giai đoạn cuối năm, xuất bản tiếp tục rơi vào khó khăn Thực tế này còn đặt ra cho các đơn vị nhiều bài toán cần giải để có thể vượt khó. Đại diện một số nhà xuất bản cho rằng việc áp dụng công nghệ vào xuất bản đang được chú trọng, cùng với đó, mảng sách về tri thức, học thuật, lịch sử, văn hóa bản địa được ưu tiên đẩy mạnh. Chuyển sang thông tin trên báo đại đoàn kết. Lãi suất tiết kiệm của nhiều ngân hàng đã có sự thay đổi cả ở kỳ ngắn và dài. Một số ngân hàng đã bắt đầu tăng dần lãi suất huy động các chuyên gia kinh tế nhận định lãi suất huy động khó tăng mạnh trở lại nhưng cũng khó xảy ra việc giảm thêm trong năm nay. Muốn nền kinh tế hấp thu được vốn tốt cần cả hai phía nên kinh tế có sôi động thì tín dụng mới tăng nhanh. Xong, muốn nền kinh tế sôi động, trước hết phải kích cầu đầu tư công, tiêu dùng. Ngân hàng cần có cơ chế mở, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục trong cho vay vốn nhưng vẫn kiểm soát được rủi ro. Theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, việc bảo đảm cung ứng điện trong mùa khô, dự tính là từ tháng 3 cho tới tháng 7 năm nay được nhận định là cam go và thách thức, nhất là ở miền Bắc do không có nguồn mới bổ sung. Một số ý kiến cho rằng ngành điện lực không thể mãi bàn giải pháp ăn đong mà cần tính toán chuyện dài hơi để bảo đảm đủ điện cho sinh hoạt, sản xuất trong mọi tình huống. Trước tính cấp thiết của việc bảo đảm cung ứng điện trong mùa khô năm 2024, Bộ Công Thương đã yêu cầu EVN trước ngày 15 tháng 3 phải ra soát, cập nhật, báo cáo về kế hoạch bảo đảm điện cho hệ thống điện quốc gia. Lại một mùa đại hội cổ đông nữa đang đến gần, theo bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị. Trước tình hình kinh doanh bết bát, doanh thu và lợi nhuận không đạt chỉ tiêu, chậm hoặc thậm chí là không chi trả cổ tức đúng hẹn, hội đồng quản trị nhiều công ty đang đứng trước rất nhiều câu hỏi có thể phải trả lời trong đại hội cổ đông năm nay. Một số ý kiến cho rằng cần phải có thêm chế tài để bảo đảm quyền lợi cho các cổ đông, cụ thể là những cổ đông nhỏ, bởi vì trên thực tế có nhiều doanh nghiệp 4 đến 5 năm không trả cổ tức cho cổ đông, trong đó cần thiết lập một mức phạt tài chính đủ lớn để bảo đảm rằng doanh nghiệp sẽ chịu hậu quả nếu không thực hiện cam kết trả cổ tức. Vài năm trở lại đây, một số địa phương đưa ra các tiêu chí tuyển thẳng hoặc là cộng điểm ưu tiên cho học sinh vào lớp 10 công lập, lớp 10 chuyên như là học sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS với điểm khá, học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố. Trung quanh vấn đề này, báo Tiền Phong đăng tải ý kiến của một số chuyên gia giáo dục cho rằng, một trong những căn cứ đánh giá chính xác năng lực học sinh nhất chính là kết quả kỳ thi chung của Sở Giáo dục và Đào tạo. Để bảo đảm giáo dục toàn diện và công bằng cho học sinh khi tuyển sinh đầu cấp, nhất là đối với lớp 10 bậc trung học phổ thông, các trường địa phương không nên đưa ra các tiêu chí ưu tiên tuyển thẳng hoặc là cộng điểm